Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Giàu ha, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn để đẹp không à quý vị ơi. Đó. Chẳng hạn như em này ha. À, quá xa cái cũ ha. Lát nữa quay giới thiệu quý vị sau nha. Đây mình gặp chủ nhân trước nha quý vị. À, chào em. Dạ em chào anh. Em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích cây mai nhà trên toàn quốc. Hôm nay nhà em có về 15 cây mai tàn đế đẹp. Em xin giao lưu, em xin các cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ em. Số điện thoại bên em là 0979677407. Em ở chơi gạo Tiền Giang. Hình thức cho hàng của em là bao sống bao xếp 200 cây. Rồi 200 km nha quý vị. Dạ em xin cho cái số 1. Rồi mã số 1 quý vị ơi. Rồi chiều cao của em nó dạ là 122. Rồi 122. Rồi xe một vòng luôn. Rồi tán ngang mình ước lượng khoảng 1m2. Rồi cứ em cứ xây xây đi. Rồi anh xem quay tay cành cho quý vị xem nè. Đó, tay cành đẹp luôn ha. Có cái củ cũng đẹp luôn. Rồi quanh em nó luôn em ơi. Nhiều 20 yếu em tính 19 nha. Rồi yếu xíu xíu tính 19 luôn. Rồi để đó quý vị. Một nồi luôn. Hết sức ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Em xin giao luôn là 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 được cây mai ha. Đẹp luôn. Rồi xuống cây. Lên cây mã số 2. Em xin lên cây mã số 2. Rồi chiều cao của em nó. Rồi nhiêu đây bấm. Em cộng ở dưới 1m3 cộng lên tóc đây 1m4. Tại mình đưa lên không tới định đọc mình cộng thêm. Rồi, tán ngang chắc cũng khoảng 1m2 nha quý vị. Dạ. Rồi, xây xây em. Xây cho quý vị xem tay cành với đường thân em nói nè. Đó, mình xây với tốc độ chậm vừa phải ha. Đó, vậy đó quý vị. Dễ coi ha. Rồi, quanh luôn em ơi. Quanh là 23 đúng nha. Rồi, 23 đúng luôn. Rồi, xây nhẹ dòng đế luôn quý vị. À, để em nói ha. Cũng một bạch hết sức đi ha. Rồi, cứ xây tiếp. Rồi, cái này mình giao luôn như em. Cái số 2 này em xin giao luôn là 1 triệu 6 nha. Rồi, 1 triệu 6 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị ơi. Em xin cây mã số 3. Rồi, mã số 3. Mã số 3 này tầm 1m4 nha. Rồi, 1m4 cao, tán ngang khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Đây, kéo chậm chậm quý vị xem kỹ tay cành nha. À. Rồi, xuống cái hoành em nói luôn nha quý vị. Rồi, trên cái hoành. Và là 23 đúng nha. 23 rin luôn. Rồi, xây dòng đế luôn ra quý vị. Để ha. Cũng một củ đặt luôn ha. Rồi, mã số 3 cho luôn như em. Cái số 3 này em xin giao luôn 1 triệu rưỡi nha. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 4 ha quý vị ơi. Rồi, mã số 4 ha. Mã số 4. Rồi, cái này đo chính xác nè. Cái này đo tới rồi quý vị. 133 nha. Rồi 133. Rồi tán ngang này khá rộng. Này chắc khoảng 1m3 rộng rồi quý vị nè. Rộng lắm nha. Rồi trên cái hoành em nói luôn ha. Dán lắc lắc luôn ha. Như em 23 yếu em tính 22 nha. Rồi 23 yếu xíu xíu luôn. Đó rồi cái củ đế bự nè. Có rễ chịu trước luôn đó quý vị. Đó. 2 cộng rễ chịu luôn ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ cái số 4 làm xin giao luôn là 1 triệu 6 nha. Rồi 1 triệu 6. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Em xin lên cây mã số 5. Rồi cao luôn. Mã số 5 chiều cao là 1m4 nha. Rồi 1m4, tán ngang 1m, chắc này khoảng 1m3 quý vị.
Rồi, cứ xây tiếp ha. Rồi, chuẩn bị cái hoành em nói luôn. Hình thân là 24 đúng nha. Rồi, 24 đúng luôn. Rồi, xây một vòng luôn. Không sao, rồi, giao luôn với em. Cái số 5 này em xin giao luôn 1,5 triệu nha. Chắc một chút nữa mai đè rồi. Rồi, 1,5 triệu rồi, xuống cây. Rồi, mã số 6. Xin lên cây mã số 6. Khác cao à, cao à. Ờ, chắc 1,5 m quá. Gì 1,5 m. Cây này là khoảng 1,7 m đến 1,8 m. Tán ngang thì khoảng 1,3 m. Đó quý vị. Cao lắm nha. Rồi, trên cái hoành em nói luôn. Mà là 22 nha. Hai cái tay này đã. Dạ. 22 quý vị, rồi chính xác luôn. Rồi để đây quý vị. À, để đủ hết trơn ha, nguyên một nồi đặt luôn ha. Rồi cái này giao luôn nhiêu em? Dạ cái số 6 này em xin giao luôn là 2 triệu nha. Rồi 2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi, mã số 7. Em xin cây mã số 7. Cao luôn. Mã số 7 chiều cao là 132. Rồi, 132. Rồi, tán ngang khoảng 1,1 m. Dạ. Rồi, tán ngang tính ra tới đây luôn nè. 1,1 m nha quý vị. À, cái này đoạn dưới đây đẹp quá quý vị. Quý vị không thích tông cao, thích tông lùng lùng ở dưới đây đẹp nè. À, đẹp ha. Rồi chuẩn bị cho cái hoành luôn em. Dạ hoành là 24 nha. Rồi chính xác luôn. Rồi xe nhẹ vòng luôn em. Đó, để quý vị đầy đủ ha, có công rễ chịu ăn trước chà bá luôn. Đó, có đuôi dài luôn, mình dài luôn, có bầu rễ trường luôn. Rồi giao luôn như đem. Cái số 7 này em xin giao luôn là 1,8 triệu nha. Rồi 1,8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi lên cây luôn. Mã số 8 ha. Em xin lên cây số 8. Rồi cao em nói luôn. Dạ chiều cao là 131. Rồi 131. Tán ngang. Rồi cái này đã em bấm thử rồi. Nhiều 1,5 m. Đâu cái đâu cái thước mình đâu. 1,3 m. 1,3 m. Hết thước mình mới 1,5 m. Rồi 1,3 m nha quý vị. Nãy giờ mình ước lượng 1,1 m, 1,2 m, đo ra 1,3 m luôn. Dạ dạ đúng luôn á. À, tay cành đóng cũng đều nè ha. Rồi trên cái hoành em nói luôn. Hoành là 21 nha. Rồi chính xác. 21 rồi. Đúng. Rồi để đây quý vị. À, đầy đủ hết trơn ha. Đây nguyên bệ ha, quá xa đẹp đây ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ cái số 8 này em xin giao luôn là 1,8 triệu nha. Rồi 1,8 triệu. Rồi xuống cây luôn. Lên cây tiếp theo luôn. Số 9 quý vị ơi. Cây này. Cây số 9. Cây trực ha. Rồi bấm. 1,6 m quá. Rồi rồi 1,6 m. Rồi tán ngang. Rồi bây giờ cho em bấm luôn đi. Bấm để cho đúng ha. Rồi. 1,3 m luôn nha. 1,3 m luôn. Rồi. Để anh ước lượng thì cái tạng nó bị nhỏ một chút ạ. Để lực quá ha. Rồi, cho anh cái hoành luôn. Đó quý vị, nguyên cái bể này hết sức cái bể quý vị. Hoành thì không lớn nhưng mà là cái bể lớn. Hoành 19 ha. Hoành 19 nha. 12 20 yếu quá, ha, mình tính 19 dạ, nguyên 19. Cái bể nè. Rồi, xây cái bể luôn nha, một vòng nha quý vị. Đó. Nở ha. Rồi cho luôn như em. Cái số 9 em xin giao luôn là 1,8 triệu nha. Rồi 1,8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 10. Em xin lên cây mã số 10.
Rồi, này hơi siêu, cho chiều dài em nó luôn. Ước lượng đi em ơi. Dài này chắc cũng mét rưỡi quá. Rồi, mét rưỡi luôn quý vị ơi. Này hơi siêu. Ngang, ngang luôn. Nhiều. Ngang mét 3 có hơn á. Mét 3 luôn. Đó, dán nó đó. Đó quý vị. Chừng nha, quay chậm chậm nha, cái chừng nó siêu quá, siêu luôn á, hồi mai đẹp lần nữa. Đó quý vị ha, tại cành đầy đủ ha. Rồi áp vô nha quý vị. Rồi áp vô cái hoành em nói ha. Rồi tiếp đi em. Rồi hoành em nói đây quý vị ơi. Hoành là 23 nha. Rồi 23 rồi, xây nhẹ vòng luôn em. Nhẹ vòng đế cái quý vị. Cái số 10 này em xin giao lưu là 1.800.000 nha. Rồi 1.800.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số 11 quý vị ơi. 11 này hoành bự hơn mấy cây nãy giờ ha. Em xin lên cây số 11. Dục cao là 1m. Mét 6. Rồi, ngang luôn em ơi. Trời ơi, hoành hết dây luôn. Rồi, ngang hết dây là mét rưỡi. Dạ. Coi chân mai đè. Chịu ăn trước đó lại. À, cái tàn nó nặng quá quý vị ơi. À, nặng quá quay cái nó bị trong trên cái nó tật ha. À. Rồi dừng anh. Rồi dừng đó ha. Rồi cái hoành em nói nha quý vị. Rồi nhiêu? Hoành 30 nha. 30 hoành. Có cái cụ đặt chứ được ha. Rồi dạ. Rút thước em. Rồi xe nhẹ dòng cái cụ đế ha quý vị. Cụ đế nè. Đặt ha. Rồi giao luôn như em. Rồi, cái số 11 này em xin giao lưu là 1 triệu. Ủa? Cái thứ 11 nên xin giao lưu là 4 triệu nha. Rồi 4 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Nói không em. Rồi mã số 12. Em xin lên cây số 12. Rồi đo chính xác luôn. Vô đây. Cây số 12 này là 130. Rồi 130 nghe. Nghe nhiêu em? Mét 34. Rồi 1m31. Rồi xây xây luôn. Đo chính xác luôn, đo rất là cẩn thận ha quý vị. Đo từ độ cao đến tán ngang, đo tới hoành, đo rất là cẩn thận luôn. Sao lệch ha. Đó. Rồi hoành em nói luôn. Tay cạnh thì đặt kẹo hết trơn ha. Hoành là 23 mà không. Yếu em tính 22 nha. Bà yếu gì em đó quý vị. Đó. Dạ. À. Cái cũ đây quý vị, hết sức cái cũ luôn ha. À, quá xa cái cũ luôn rồi, xây tiếp luôn em. Rồi, cái này giao luôn như em. Cây số 12 này em xin giao luôn là 2.800.000 nha. Rồi, đừng cây mai ha, có cái cũ vừa chản luôn. Tay cành đặt kẹo. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn quý vị ơi. Mã số 13 ha. Rồi mã số 13. Em xin lên cây số 13. Rồi cho chiều cao nó luôn. Mét 6 nha. Rồi mét 6. Dạ. Rồi tán ngang khoảng nhiêu đây? Tán ngang khoảng mét 4 nha. Rồi mét 4. Rồi tán mét 4 rồi ha. Dạ. Rồi xây xây tiếp luôn. Tay cành đây. À, dừng luôn em, hoành em nói luôn ha quý vị. Hoành là 25 nha. Rồi chính xác, rồi để một vòng luôn. Rồi để có cổng chịu hơn trước luôn. À, bên đó chịu, bên đây có chịu luôn, chống chịu đầy đủ ha, trong đó cũng có cổng rễ trong đó đó.
Rồi giao luôn nhiêu em? Cây số 13 này em xin giao luôn là 3,2 triệu nha. Rồi 3,2 triệu rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị ơi, mã số 14 ha. Rồi mã số 14 mình chỉnh cái cây lại ha. Cây số 14. Rồi cho chiều cao nó luôn em. Nó là 1,5 m nha. Rồi 1,5 m, tán ngang này cũng rộng nè. Rồi khoảng nhiêu em? Rồi 1,4 m. Rồi xoay xoay luôn em ơi, xoay chậm chậm nha. Đó. Rồi tốc độ vậy là vừa phải ha. Rồi dừng lại luôn ha quý vị. Rồi quanh em nó. Hoành là 23 nha. Rồi chính xác luôn. Rồi xe nhẹ dạ. Dòng đế ha. À, dưới đây có mấy con rễ chịu dưới đây ăn trước nè quý vị à, ha. Rồi giao luôn nhiêu em? Cây số 14 này em xin giao luôn là 1,6 triệu nha. Rồi 1,6 triệu. Rồi xuống cây mã số 14. Rồi mã số 15. Một cây mai bự. Bự nhất clip luôn. Cũng là cây cuối cùng của clip nha quý vị. Đó. Em xin lên cây số 15 nha. Kéo bốn cái manh bao nó xuống. Cuối cùng của clip. Rồi. Chiều cao này cắt. Đo ước lượng em ơi, mình đo không tới đâu. 2,7 m, 2,6 m, 2,7 m á. Rồi khoảng tầm 2,6 m, 2,7 m nha quý vị. Dạ. Rồi tán ngang của nó mình ước lượng khoảng chừng mét mấy đây? 1,4 m đi. Rồi 1,4 m. Dạ. 1,4 m chắc có hơn, ước lượng 1,4 m thôi ha. Rồi, xem một vòng cái tàn nó luôn em ơi. Rồi đó tốc độ vậy vừa phải luôn, đó quý vị xem kỹ nha. Quý vị xem kỹ ta cành nha quý vị. Mai tàn thì cây này cũng khá là to ha, to nhất clip, rà rà cũng chậm ha, cho quý vị xem kỹ. Đó. Tiếp luôn, rồi dừng lại hướng đó luôn, rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Nhiêu đây? Dạ hoành là 34. Rồi 34. Rồi chính xác ha. Rồi xe nhẹ dòng đế luôn nè quý vị. Cái phần lắc từ cậu rễ ra tới phần này rất là gọn quý vị, rất là hay nè. Đây dừng lại. Phần lắc ngắn quý vị ha, dễ thương ha. Nó chừng một gang tay, nói chung khoảng 20 đó quý vị. Lắc đẹp luôn á ha. Rồi xe tiếp luôn. À, cái này giao luôn như em. Cây số 15 làm sao giao luôn là 6 triệu. Rồi 6 triệu nha quý vị. Dạ. Rồi 6 triệu nha quý vị thì quý vị xem lại ha. Đây có cái cụ lấy đẹp ha. Giờ quý vị xem lại tay cạnh ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Thì quý vị thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo ha. Rồi quý vị xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung nha quý vị, để kịp thời mình nhận được cái thông báo sớm để mình chọn cây sớm ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.